Chuyển tờ tiếng Anh lên máy, bật tiếng Anh đi. Đây. Hơi cho. Rồi, kia. Chào. Chào đi. Chào đi, cũng chào. Hơi cho. Hôm nay là mùng 1 đấy. Cháu ấy còn như kiểu béo má, xong rồi béo má thì em cũng kêu. Cười quá. Là đá nhấc trên này. Nhấc trên qua đây. Đây, đây mà cong lại. Nó tốt quá mà. Rơi thẳng ra này. Nhấc này. It's so good. Yeah. Vậy. Còn thế. Rồi nha. Cái. Một. Rồi. Hai. Nhấc quà. Rồi. Bốn. Lần này tao nhắc mày lần nữa, tao cộng 1 và 2